thì Trâm đang ở chỗ của ngoại, và Trâm đã tìm được chỗ của ngoại rồi. Địa chỉ là 351 Chu Văn An, phường 12. Thì ngoại ngồi trong một cái góc thôi. Đó, thì ngày hôm nay Trâm tới đây và Trâm cũng muốn giúp ngoại một chút nào đó thôi. Đó, cũng rất là nhiều người tới giúp ngoại rồi, cho nên là cũng mừng. Nhưng mà nhiều người không có biết địa chỉ của ngoại, thì đây là địa chỉ của ngoại nha mọi người. 351 Chu Văn An, phường 2, quận Bình Thạnh nha. Rồi. Con chào ngoại. Ngoại có coi phim con không? Đâu có biết cái phim gì, cái ngầu này biết đâu có biết cái phim đâu. Hả? Thôi ngoại ngồi lên đi cho khỏe đi ngoại. Cứ hổng về quê bán bia ha. À dạ, cô kêu là bữa về quê bán bia. Dạ. Nhà nhà ngoại gần đây không ngoại? Nhà ngoại ở trong đây đường, trong chợ đi đường. À trong đây hả? Chú đeo qua mua bánh mà hết rồi, cũng chờ ông đến đây, cô chờ đi vô. À ngoại ngoại quê ở đâu? Ngoại quê dân Phú Yên. À hôm bữa trước là chú Clement có qua đây với ngoại rồi phải không? Có rồi. Dạ. Hôm bữa con thấy chú Clement qua rồi, nhưng mà hôm nay con qua là để mua mắm ủng hộ ngoại. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Giúp giùm cho ngoại. Dạ. Bây giờ cái mắm này là bao nhiêu một chai ngoại? Có 25 nè. Dạ 25 nè. Này mắm cá cơm nha mọi người. Mọi người chỉ cần search 351 quá quý vị. 351 á, Chu Văn An á, là mọi người sẽ tìm ra được ngoại thôi. Ngoại ngồi ở đây không thôi hả? Dạ ngồi đây cho con. Dạ. Bây giờ ngồi trong chợ gắn chỗ ngồi. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là công an nó đuổi chân quầy gãy rồi bên người chạy cũng được rồi. À, rồi ngồi ngoại ngồi ở đây thì công an nó có bắt không? Thưa chú không. À. Không cho không ra nhưng mà không cho treo dù đồ cho nhiều. Ngoại ngồi ở đây bao lâu rồi ngoại? 4 năm rồi đó con. 4 năm. Dạ. Ơi, ngoại bán ở đây 4 năm rồi hả mọi người? 4 năm rồi đấy. Nếu mà bình thường á nhiều, có nhiều người người ta không biết ngoại á, người ta chưa tới giúp đỡ, thì một ngày ngoại bán được bao nhiêu cái? Có bữa thì hầu mà chơi giúp đỡ thì ngày bán chừng 5 chai, có bữa bán được 10 chai, có bữa không bán được cây nào. À vậy. Mà nói sao cái vậy, bữa hôm qua đi quậy vô mấy người nó giúp đỡ, nó lên mạng á, à giúp đỡ tới nó mua giùm ngoại, rồi bao giờ bán cũng nhiều. À hôm qua giờ bán cũng được đúng không? Được, mà tại sao ngoại không nhờ ai ở ngoài đó gửi mắm vô mà gọi ngoại phải đi tự ngoại đi ra lấy luôn hả? Sao bà già đầu bà biết vốn lắm, mà hoàng tụi nó mua bán nó gửi lắm con. Dạ. Nó gửi là phải cho người mà giàu có sang trọng rồi, giống như mình già rồi, rồi lỡ có bởi gì nó mất tiền nó, nó mất tiền nó. Dạ. Thì mình cũng hiểu vậy cũng đúng, nó làm gì cũng đúng, thôi bắt về quậy lấy. Rồi mình mua thêm này khác cái gì vô bán. Dạ. Cá khô mắm thuốc rồi vậy. Chứ mà nó gỡ vô thì quậy đi nhận, cái chân đeo quậy đi nhận không được. Dạ. Đi nhận là nó vô tối cho nó gỡ tập lực bữa mà bị lần mất rồi. Thì ôm nó chở mình đi tìm mà tốn lần mất mấy lần nữa. À, ngoại là ngoại ở Bình Định. Ngoại ở Phú Yên. Phú Yên. À, Tiêu con Quảng Nghĩa nè. Quảng Ngãi hả? Dạ, Quảng Nghĩa, Quảng Ngãi rồi, Quảng Ngãi. Quảng Nghĩa. Người ta nó đúng là Quảng Nghĩa. Quảng Nghĩa. Chứ không có Quảng Ngãi. Ngoại vô đây lâu chưa? Vô lâu rồi, hầu trong ngoại ngụy. À. Ông chạy học tập vô rồi ông về ông chết ở đây nè. Dạ. Rồi cái chơi rồi quỳ ra chôn rồi ông cho ở. Dạ. Cái quỳ vô đây quỳ ở. Ở cái ở dưới quần tám ở dưới cái đồ lái lại lên lấy ở cái xã nó cho yeah. Cho cái nhà ở. Rồi bây giờ nhà ngoại thì ngoại có con cháu gì không? Vậy có thằng con. Có một thằng một à. Mà cha nó chết hồi nó có 14 tuổi rồi. À. Và nay nó là 60 tuổi rồi. Nay 60 rồi hả? Và nó học tới lớp 12 rồi nó học cái nghề gì giờ nó có vợ đến giờ này. Tình mẹ con nó lạc lẽo, nó không nói tới, thôi quậy cũng được đấy. Tại quậy nghèo quá, quậy vụng về quá, thôi cũng được. Giờ nó cũng ở trong nhà với con, với ngoại vậy đó. Ngoại nói là ở chung nhà với ngoại nhưng mà nó nhạt nhẽo lắm hả? Nhạt nhẽo là sao ạ? Thì sao cũng là mẹ con mà. Mẹ con nhưng mà quậy nói cho con nghe. Giờ nói cũng có một đứa con, quậy cũng hiểu gì, có một hiền quá ra dạy. Ừ. Rồi cái con vợ giờ nó nắm đầu nó chuối gì là phải làm đấy. Vậy á. Giờ là nhà này hầu kia của xã cho ngoại. Rồi nhà tình thương cho ngoại cất lên. Rồi nó xin vừa ông tổ trưởng xây lên thêm chút cái tầng trên lát dáng để ở. Giờ con vợ nó nói nhà của nó cũng nghe lời vợ nó nói nhà nó. Nó đuổi ngoài đi.
Trời. Dạ. Có vụ đuổi ngoại đi nữa hả? Trời ơi, con chưa thấy con vợ. Con vợ nó. Không, con nói thật với ngoại luôn. Là con tới đây á, chủ yếu là mua ủng hộ ngoại. Dạ. Với lại á, thật sự là trên báo chí con có đọc á, là con nghe là con cái của ngoại cũng không có kiểu giống như là không có yêu thương ngoại á, mà đối xử với ngoại như vậy, thì con cũng muốn tìm hiểu là tại sao ngoại lớn tuổi như vậy rồi mà là mẹ của mình đẻ ra mà lại đối xử như vậy. Vậy nói con nghe. Con ngoại nói là con biết là cái chuyện như vậy rồi. Con không biết là tình hình trong gia đình mình nó như thế nào. Thực ra con cũng không muốn mổ xẻ chuyện đó ra, tại vì con sợ là ảnh hưởng tới con trai của ngoại hay gì hết. Con trai của ngoại thì ngoại cũng không binh gì có mình nó, mà ngoại nuôi nó tới 26 tuổi, ăn học 12 xong là vợ là con mà. Ngoại đâu có bỏ nó. Nhưng mà ngày cưới vợ xong rồi tới giờ này có gì vợ nó không nói tới mẹ con. Vậy không phải nói con đừng nói người ta nghe ta cưng. Này nó cưới vợ đến giờ này chưa bao giờ nó cầm để cho ngoại 5.000 bạc. Vợ nó quản lý hết. Bản thân nó cũng không có. Nhưng mà ngoại ở chung vậy rồi ai nấu nướng cho ngoại ăn? Ngoại đi làm gì vậy mua rồi ngoại ăn với nhà đâu có nấu. Cho cái chỗ nước cũng có nước. Trời, con cái gì kỳ vậy trời. Giờ này nó biết làm sao không con? Con vợ nó nói ngoại rồi bán cái này dơ giấy. Mày về mày nắm đầu mẹ mày, mày kéo ra sân mày tắm rửa tao mà cho rồi. Nó cũng thi hành thiệt đi con. Nắm đầu ngoại nó nhận cầu tiêu. Cái xả nước nó quánh lại bàn tay mày dơ mày dép bây giờ tao nói mày còn cãi. Còn vợ ra khóa cửa lại. Khóa cửa ngoài lại. Tội lỗi ngoại con nha, tội lỗi. Nhưng mà ngoại con hỏi nè. Rồi như ngày hôm nay ngoại chia sẻ với con như vậy đó, rồi lỡ con úp lên mạng mà con của ngoại coi thì có sao không? Con sợ ảnh hưởng tới ngoại quá à. Mặc kệ nó, cái ngoại cũng sáng ngày ra đi, ngoại cũng quăng đi rồi. Ngoại nói trước mặt con bữa tỉnh thường. Nhưng mà con nói ngoại nghe nè, nếu bây giờ sống không được nữa thì thôi ngoại có người thân ở trong đây không? Ngoại qua đó người ngoại ở đi. Ngoại quê chứ còn trong này không có, nhưng mà vậy nè, cái lý do vậy nè ngoại không đi. Vì cái nhà này là của học từ của xã cho ngoại, mình cho con nghe. Đây là 19 năm rồi, tên họ ngoại đứng. À, rồi bây giờ nhà tình thương cũng phường cho à, cũng tên họ. Bây giờ này con vợ nó là của nó, của mẹ đã cho. Rồi thằng nó cũng nghe là bỏ thế lên. Nhưng mà nhà đó là ngày xưa ngoại có giấy tờ của đứng tên của ngoại đúng không? Ngoại hết, chủ hộ đồ ngoại hết. Thì vẫn còn giấy tờ đúng không mọi người? Ngoài giấy tờ là đứng tên ngoại mà. Dạ, bây giờ này nó. Nhưng mà con dâu ngoại là ở đâu? Dâu ở dưới miền Tây, dưới Mỹ Tho đó. À vậy hả? Nói sao được rồi, mẹ muốn nói gì mẹ nói. Tao cũng gấp ra đi rồi. Ngoại không cãi một chút nào đâu. Thôi được. Ngoại bữa về bữa phường xã tỉnh đâu có gì là giải quyết chứ. Nó nói nhà này nếu của ông bà, của vợ chồng ông bà thử mang giấy tờ lên phường, còn của bà thì ông phải xử. Đừng để mất lòng mẹ già mà không nuôi. Bà nói thôi bây giờ quậy bố thôi, có phường ở xã thôi, bây giờ không nhận con nữa. Nhưng mà từ bữa giờ cái clip mà up lên YouTube vậy đó, nhiều người biết rồi, lên báo chí nọ, biết ngoại nọ, người ta cũng tới ủng hộ ngoại nhiều đúng không? Rồi. Nói sao bữa hôm qua đây nó cũng mua móng đồ cho người chút tính đúng không? Rồi ngoại cái tiền đó ngoại để dành đúng không ngoại? Ngoại có đi để chừng ngoại mà bớt bán lúc. Nếu ngoại về ăn được thì ngoại đưa trả, mua giùm cái hòm cho ngoại, ngoại cũng không cho nó cho ngoại đâu. Chung là giờ ngoại không còn nhờ cậy vào được con mình nữa đúng không? Rồi, hôm nay là ngoại bao nhiêu rồi? 85 tuổi. Hôm nay 85 rồi hả? Quê. Ở ngoài quê á, ở ngoài quê ngoại còn đông người phải không? Còn đông, anh em đông lắm đó. À. Kìa bán mắm kìa. Mắm rồi con. Mấy em ngồi đi con lấy cho. Nào em. Ủa này hả? Hay là lấy cái này không? Ủa cái này là tôm á. Tôm. Ờ, cái này là mắm ké nè. Rồi cái này ngon nè. Một chai thôi hả? Mua hai chai ủng hộ ngoại đi. Có 50.000 à. Mua hai chai nha. Ok luôn, hai chai luôn. Rồi. Cảm ơn em nha. À, em cho ngoại luôn hả? Rồi, hai chai là 50, xong rồi em gửi cho ngoại 150 luôn nha. Ngoại nói ngoại cảm ơn nha. Có ai ăn mắm nữa rồi, nhớ giới thiệu ngoại nha. Rồi đó. Nãy rồi lại có khách nữa rồi.
Ở đây ngoại buôn bán gì cũng nguy hiểm của mọi người. Ở ngoài đường nhiều khi người ta thấy mạnh thường quân tới, người ta cho tiền ngoại hay gì, người ta coi chừng người ta giật ngoại đó. Nãy giờ Trâm thấy mấy tình nghi rồi đó. Thấy cứ đứng dòm dòm thấy ghê quá thiệt đó mọi người ơi. Thôi bây giờ vậy nè ngoại, con cái này là con gửi cho ngoại 3 triệu. Cái này là con mừng cho ngoại nha, mừng tuổi ngoại. Rồi ngoại cất vô đi, ngoại cất vô chỗ chỗ kín đi, để đó là nó giật á. Rồi. Đang nhỏ quá vậy. Rồi con mua ủng hộ ngoại 5 chai nha. Rồi 5 chai nhiêu tiền? 5 chai. Ngoại kêu là thôi lấy 100 à, hồi nãy lì xì cho ngoại 3 triệu rồi. Bây giờ cái này là mua, rồi cái kia là cho rồi. Còn cái này là con mua 5 chai, con mua này là con mua giùm cho người ta luôn. Mua giùm cho 5 chai là 50, rồi 75 ngàn. 5 chai. Ủa, 5 chai 75 phải không? 125. Rồi đưa một ngoại 150, bây giờ ngoại tháo lại cho người ta là 350. Rồi mọi người ơi, nếu như mà ai thương ngoại, ủng hộ ngoại á, thì mọi người tới địa chỉ là 351 nha, Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Thì mọi người nhìn cái dù là mọi người sẽ biết gì ngoại. Đặc biệt hơn là hồi ngày hôm nay Trâm thấy là cũng rất là nhiều người tới ủng hộ cho ngoại rồi, cho nên đó là một cái điều rất là vui. Nhưng mà cái điều Trâm đang lo lắng ở đây á, là khi mà clip up lên không biết là con cái của ngoại coi thì sẽ đối xử với ngoại như thế nào. Cho nên á là ngoại bây giờ ngoại về nó có chửi bới ngoại gì, ngoại đừng nói gì hết, ngoại kệ đi, ngoại coi như là bỏ ngoài tai hết đi, ngoại kệ hết luôn đi, ngoại đừng cái nói gì hết. Nó tới nó lui mất công, nó điên lên rồi cái nó quýnh mình này nọ hay gì đó. Rồi con hy vọng là sau này có nhiều mạnh thường quân tới á, người ta giúp đỡ ngoại á, thì ngoại có một cái số vốn rồi, một số tiền rồi, thì ngoại mình đi về quê nha ngoại. Mình đi về quê mình đừng ở đây nữa. Chú mua gì chú? Chú chủ tịch ở đây hả? Chú làm trên phường hả? Cảm ơn chú. Rồi mọi người, chú làm ở trên phường rồi, chú đi mua bánh mỗi ngày chú cho ngoại vậy hả? Một người ngoài một người dân thôi mà người ta khi mà người ta thấy ngoại nghèo khó, rồi thấy ngoại cô đơn như vậy, rồi buôn bán cực khổ như vậy, người ta còn thương thì huống hồ gì là con cái, đúng không mọi người? Mà trong khi con cái của ngoại hồi nãy giờ ngoại chia sẻ rồi đó, mọi người cũng thấy rồi đó, không có thương ngoại mà bây giờ còn đối xử tệ với ngoại như vậy nữa. Nó về đây 30 năm chưa bao giờ nó mua cho ngoại viên thuốc, chưa bao giờ nó mày cho mẹ cái áo quần, không có đâu con. Mà nó kêu bằng mày tao không à? Mày à? Ngoại có bao giờ ngoại nghĩ là mẹ ngoại ngoại ở đây với con ngoại mà không có hạnh phúc, không có vui vẻ, con ngoại đâu có thương ngoại, sao ngoại không về quê đi ngoại? Không, ngoại tính rồi cho con. Đã bị làm bây giờ trên phường trả nó nói là thế rồi, cho nó làm ra mặt đi, rồi làm ra cái lễ này cái nhà của ai cho biết đi. Thì đó cái vợ nó nói là nhà của cái vợ nó cho. Thật ra là như vậy nè, sau này ngoại có đi với nữa thì cái nhà này cũng là của con ngoại thôi. Cũng nhưng mà có điều là con của ngoại không phải, có không phải biết điều. Dạ đúng rồi, người ta khinh mình. Dạ đúng rồi. Đi đây coi chú. Dạ. Đây ha, đây ha. Cho con bao ngoại. Dạ 2 chai 50 à. Con mà ngoại nghĩ con ngoại nó biết tình mẹ con, nó nói tiếng như vợ nó
sao mày chửi mẹ tao dữ, mày nói mẹ tao dữ dằn vậy, nhà này nhà của mẹ tao mà sao mày nói mày chửi mắng một tiếng gì vậy, nghe vậy cũng vui, vậy không nghĩ tới nhà cửa đâu con. Thì đúng rồi, giờ ngoại thì sau này ngoại có đi thì nhà cửa đó cũng là của ảnh thôi, có ai nữa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nè, ngoại là cái người sinh ra, dù sao cũng là mẹ của mình, đúng không? Mà bây giờ mẹ mình đang tuổi già như vậy, không yêu thương, không bảo bọc mẹ mình thì thôi, chứ còn đối xử như vậy nữa là cái này là không có chấp nhận được nha. Bản thân Trâm không chấp nhận được cái hành động như vậy, con cái như vậy là quá bất hiếu. Bữa phường mời lên, mời hai vợ chồng nó đi, cho nó cho vợ nó đi lên phường, cái nó nói là bà không phải mẹ tôi tự lớn tự lo tự ăn tự học, giờ tôi tốt lắm, bắt bắt ngựa bắt ngã trên phường bắt chết luôn à. Nó mấy cô trên phường đỡ vậy nói thôi đi, trời chi mà chi mà ác nhân dữ trời. Đừng nói con, cái con gái lớn của nó con đại học mà bây giờ bà nói ra tội lỗi miệng. Nó học đại học rồi, nó đi làm rồi. À, con của con trai, con cháu của ngoại à. Là con gái hay con trai hả? Gái. Nó đi làm gì à, đi gần 30 tuổi chứ. Nhưng mà thương ngoại không? Không. Không luôn hả? Nó đi về nó ăn không mời tiếng, không nói tiếng. Nó không hỏi. Trời ơi, cháu không hiểu mấy người này bị gì luôn á trời. Cái anh cháu giờ cái mẹ nó nói quậy chiều quậy vô á. Mày đi mày về mày hôn mày thúi như cất vậy. Mày vô chỗ mày nằm mà tao phải bị thay cái cổ trang. Cái quậy nói quậy tức cái quậy nói mày nói tao dơ giấy thôi mày đi đi cho ai mày ở đi chi đây cho nhà tao tao đi à. Cái nó đi làm cái gì à, nó nói ngoại con cháu nội chó nó xuống mà bà nói chi cho nó thua qua ai đi. Hai lần vậy con nó lên lầu nó rinh dọc nó đồ nó giục xuống rầm rầm rầm, con nó đành rồi vợ cháu cũng vậy luôn. Thôi thiệt phẫn nộ thiệt luôn á mọi người. Không phải là Trâm tới đây Trâm quay clip để cho mọi người á hả, phẫn nộ vợ chồng con cháu của ngoại đâu, mà thực sự là cái hoàn cảnh của ngoại, ngoại là chính ngoại là cái người chia sẻ luôn á. Cái mà thằng 10 tuổi á hôm nay nè, cái quậy về con quỷ thứ lâu giờ về đó. Cái gì ngoại? Thằng á thằng cháu á hả? Cháu á, thằng 10 tuổi á, con quỷ thứ lâu giờ về đó. Mày trời ơi, cái nhà gì kỳ vậy? Mày không dơ giấy mày vô ra tao bệnh tao đau tao chịu uống được, mày nhà của mẹ tao mày vô dơ giấy mày không ăn cắp đi. Mày giờ ăn cắp đồ của mẹ tao. Mày ra mày đừng cái mày chung trong gốc cây mày ngọt mày không chết đi cho rầu mày sống chi. Thằng 10 tuổi còn mẹ nó. Ngoại, nhưng mà cái này là thiệt luôn không ngoại? Thiệt luôn, ngoại không nói thêm con, còn mẹ nó. Nhưng mà tại sao kỳ cục vậy? Mẹ... Nhiều khi á, thật ra vậy nè, nhiều khi thấy cha mẹ của tụi nó đối xử với ngoại như vậy cho nên tụi nó cũng vậy á. Nó cũng vậy luôn. Còn mẹ nó mới bữa kia kia đây mẹ đi à. Mày dơ giấy thôi không mày à. Mày cứ nói tao dơ hoài thì mày đi. Tao không đi đâu, mày đi ra khỏi. Tao đập bế mặt mày nha. Mới cách đây luôn mấy hôm luôn á hả? Mới hôm nè. Ngoại mà con hỏi thiệt nè, ở xung quanh nhà ngoại có hàng xóm nào gì không? Ai nó cũng biết hết rồi chứ. Ai cũng biết đúng không? Ai cũng biết. Nhưng mà lỡ đâu quê về người ta đánh đập ngoại sao? Nó biết sao, nó nói gì, nó nói mặc kệ nó, bà ní nó. Chứ bà nói nó đóng đêm hôm nó giết bà chết. Bà nói mấy người trong xóm nói, bà nín tin đi. Ông chủ tịch hồi nãy ông cũng nói nữa. Bà ní đi, bà ní đi. Để sau này tội lỗi nó mang con nó rồi sau này nè, nó ta để con nó. Nhưng mà cái hành động mà đối xử với mẹ già như vậy là không chấp nhận được mọi người. Rồi cả con cháu nữa, con cháu gì đâu mà học lớp lên lớp 10 tuổi hả? 10 tuổi học đại học rồi cũng đã có nhận thức được rồi. Đại học là con lớn còn thì con đó thì ý là con lớn đó. Là con trai của ngoại á là có hai người cha con đúng không? Thì con bé lớn á là học đại học. Rồi còn thằng cu nhỏ là 10 tuổi. Học lớp 5 rồi. Thì cũng đã có nhận thức được rồi. Ví dụ như ba mẹ của mình đối xử với lại bà nội của mình như vậy á, là sai trái. Đã không yêu thương nội mình thôi. Còn tỏ ra mất dạy nữa. Tâm cực kỳ ghét mấy cái kiểu như vậy luôn. Trời ơi, kinh khủng quá. Ủa, cô gần nhà ngoại hả? Cô gần nhà ngoại hả cô? Dạ, ba trước rồi sao? Em trước em sao? Con cái của ngoại đối xử với ngoại là như vậy luôn á hả? Cô biết không? Thì con cái bên á, nhà sát cái bên nó kể đi, tôi không có vô nhà, cái nhà con đó nó dữ lắm. Dâu nó dữ. Đây, Trâm gặp một cái cô hàng xóm của ngoại ở đây luôn nha mọi người. Thì cũng nói là con dâu của ngoại dữ lắm. Thì hồi nãy giờ ngoại cũng có nói với con là trời đối xử với ngoại tệ lắm kìa.
nghiệp lắm, có bữa đuổi ra tôi làm sao bếp bả ngủ. Trời ơi. Thiệt luôn á, nãy giờ tao nói tao rồi sáng tao nói chú đó là tao già về nè, tao neo đơn, nhà tao rách, không có sửa được, mày cứ cho từ thiện tao. nó cười đi vậy, nó nói bằng tuổi mà nó đi. Nhưng mà cô là gần nhà ngoại luôn đúng không? Gần nhà ngoại. Có từ thiện sao gì không? Tao già rồi, 72 tuổi rồi. Cô có bán buôn gì không? Cô mua ủng hộ. Cô có bán gì đâu. Đang khám bệnh nè, xin cơm dưới đó này. À cô đi xin cơm gì đây cô? Cơm từ thiện ai biết đi khám bệnh. Bệnh từ hôm nè. Cô cũng ở gần đó luôn hả? Ở gần luôn. Cô ít khi nào chứng kiến cảnh ngoại đúng không? Nãy ở sau nhà chứ về đâu có được. Về đâu có vô nhà được. Mình bạn không có vô nhà được, quen cũng không vô được. Thế là nhưng mà ở trong xóm ai cũng biết là đối xử rất là tệ với ngoại đúng không? Đúng đúng, con nhỏ kia nó hay lại đó. Thì đứng trước đó thôi chứ nó không dám vô. Dạ. Rồi con ăn cơm chưa? Chưa, đi từ sáng tới giờ đây nè, bây giờ mới về. Đủ thứ bệnh tim mạch, huyết áp, rồi viêm gan. Ngoại rồi, còn ngoại sao, ngoại có bị bệnh gì không? Ngoại bị đánh đặt rồi, ngoại đi làm bên Đắk Lắk á. Đúng là Đắk Lắk đó bị bệnh thường, nó mang cái té vậy cái chân cái tay. À đây là bởi vậy cái tay của ngoại rồi, nên là lòi cái xương lên nhìn, à không được hả ngoại, đau phải không? Đau lắm. Đây là ngoại đưa nha, đây. Đó. Cái đó là cái cái này là vết thương ngày xưa đúng không ngoại? Vết thương ngày xưa mà nó lòi nó không vô cái nó lòi. Nhưng mà ngoại tay ngoại hoạt động còn được không? Được, nhưng mà nó tê, à. Nó giật. Có tay không? Hả? Có tay không? Tê cho nó giật rồi lắm. Ờ, không là bị giữ cái tay bị xuống. Còn cái chỗ đây thì nó nứt ra bây giờ nó không ai đi cũng được. Dạ. Chiều ai mang này vô cho bà? Xe ôm. Hả? Xe ôm. À. Bà có khi đâu được gì đâu, phải không thì trả ra. Mỗi lần xe ôm chở ra đâu có được. Xe ôm chở ra chở vô vậy lấy nhiêu tiền ngoại? Lần 10.000. À 10.000. Nói chung là nãy giờ con nghe hoàn cảnh của ngoại thật sự cũng rất là thương ngoại. Mà giờ con cũng không biết giúp gì trơn á. Bây giờ thứ nhất là cái hoàn cảnh của nội của ngoại á, là vợ con cái mà nuôi ăn nuôi học từ nhỏ đến lớn rồi, bây giờ đối xử với mẹ như vậy là không chấp nhận được. Cái này là không chấp nhận được. Con thì con chỉ mong là bây giờ chỉ có mong mạnh thường quân thôi, người ta dạ.